giá dầu chịu sức ép trước đề xuất của phương Tây về trần giá dầu Nga. Giá dầu Brent đi xuống trong phiên 24 tháng 11, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ vẫn đang giao dịch quanh mức thấp trong 2 tháng, khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu thảo luận về trần giá đối với dầu mỏ xuất khẩu của Nga và đề xuất nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 gây lo ngại về mức độ hạn chế đối với nguồn cung. Tuy nhiên, EU không thống nhất được mức giá trần khí đốt cho cuộc họp ngày 24 tháng 11. Giá dầu Brent giảm 24 xu Mỹ hay 0,3% xuống 85,12 đô la Mỹ trên một thùng, trong khi giá dầu WTI lên 2 xu Mỹ lên 77,96 đô la Mỹ trên một thùng. Các nhà lãnh đạo EU cho đến nay vẫn chưa đạt đồng thuận về trần giá đối với dầu mỏ xuất khẩu của Nga. Một số nước cho rằng đề xuất mức giá trần 65 đến 70 đô la Mỹ một thùng của G7 được xem là quá thấp, trong khi một số nước cho rằng quá cao. Đối với Ba Lan, Lithuania và Estonia, mức trần như vậy sẽ khiến Nga có quá nhiều thuận lợi do chi phí sản xuất khoảng 20 đô la Mỹ trên một thùng. Về phía nguồn cung, các nước ngành vận tải biển lớn như Cyprus, Greece và Malta cho rằng mức đó là quá thấp. Giá dầu đã giảm 2 quý liên tiếp và cũng đang giảm trong quý 4 hiện nay. Mức giảm trong quý 2 và quý 3 là mạnh nhất kể từ đầu năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, hôm qua tại thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tiếp Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nhân chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh Trung Quốc và Cuba có mối quan hệ hữu nghị truyền thống sâu sắc, luôn tin tưởng lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ. Trung Quốc coi trọng việc phát triển quan hệ song phương và sẽ tiếp tục hỗ trợ Cuba theo đuổi lộ trình phát triển phù hợp với điều kiện của đất nước. Cũng theo Thủ tướng Lý Khắc Cường, Bắc Kinh sẵn sàng cùng La Habana tăng cường hoạt động giao lưu cấp cao, mở rộng hợp tác thực chất trong nhiều lĩnh vực và chia sẻ các mối quan tâm chủ chốt. Về phần mình, ông Díaz-Canel cảm ơn Trung Quốc hỗ trợ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và độc lập quốc gia, phát triển kinh tế xã hội và chống lại dịch bệnh. Ông bày tỏ sẵn sàng tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực then chốt, đồng thời đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Cũng trong ngày hôm qua, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Ngân hàng Trung ương của nước này thông báo là sẽ giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tài chính đủ điều kiện nhằm thúc đẩy thanh khoản và giảm chi phí tài chính. Quyết định này sẽ giúp giải phóng 500 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 70 tỷ đô la Mỹ trong các quỹ dài hạn. Cụ thể, các tổ chức tài chính đủ điều kiện ở Trung Quốc sẽ được cắt giảm 25 điểm phần trăm tỷ lệ dự trữ bắt buộc kể từ ngày 5 tháng 12, ngoại trừ những tổ chức tài chính hiện đã có tỷ lệ này ở mức 5%. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng cho biết, sau khi được điều chỉnh giảm, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bình quân đối với các tổ chức tài chính sẽ ở mức 7,8%. Đây là bước đi mới nhất ngân hàng này trong việc thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng nhằm tăng cường hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh Trung Quốc đang dần mở cửa trở lại sau nhiều năm phải phong tỏa và hạn chế vì đại dịch COVID-19. Liên quan đến luật giảm lạm phát, viết tắt là IRA của Mỹ, trong đó có việc Mỹ loại các ô tô điện lắp ráp ngoài Bắc Mỹ ra khỏi danh sách ưu đãi thuế. Hôm qua, một số bộ trưởng các nước trong Liên minh châu Âu-EU cảnh báo không còn nhiều thời gian để giải quyết những lo ngại về dự luật này, đồng thời hy vọng là hai bên có thể tìm được giải pháp trước cuộc gặp của giới chức hàng đầu vào ngày 5 tháng 12 tới đây. Bộ trưởng Công thương Cộng hòa Séc, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU, Josep Sikala cho biết, tất cả 27 nước thành viên EU đều lo ngại vì IRA khi thời gian đã sắp hết. Thụy Điển cũng cho rằng quỹ thời gian còn lại rất hạn hẹp nên các bên cần sớm đưa ra quyết định. Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Hà Lan nhấn mạnh quy định trong IRA là rất đáng lo ngại và EU cần đẩy nhanh hành động để có kết quả càng sớm càng tốt. Theo kế hoạch, Hội đồng Thương mại và Công nghệ Âu-Mỹ sẽ nhóm họp vào ngày 5 tháng 12 tới để nghe tiến độ công việc của lực lượng đặc nhiệm Mỹ-EU. Lực lượng này vừa được thành lập đầu tháng 11 để giải quyết lo ngại của EU về IRA. Nếu cuộc họp không đạt kết quả, EU có thể sẽ phải đưa ra động thái phản ứng. Theo kế hoạch, các cuộc đình công diễn ra trong ngày 25 tháng 11 tại hơn 10 thành phố ở Mỹ, trong đó có New York. Các công đoàn tại Pháp và Đức cũng lên kế hoạch phối hợp đình công ở 18 kho hàng lớn của Amazon. Tại Anh, các công nhân đã liên kết với tổ chức công đoàn GMB lập kế hoạch đình công bên ngoài một số kho hàng trên khắp cả nước. Người lao động tại nhiều nước khác như Ấn Độ, Nhật Bản và Nam Phi cũng đã lên kế hoạch đình công. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chiến dịch do mạng lưới công đoàn toàn cầu điều phối. Theo đó, yêu cầu lãnh đạo các tập đoàn tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Giới chức Indonesia ngày hôm qua cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra hồi đầu tuần ở tỉnh Tây Java của nước này đã tăng lên 310 người. Theo cơ quan giảm thiểu thiên tai quốc gia Indonesia, hiện vẫn còn 24 người mất tích do động đất gây lở đất và sập nhà. Các đội cứu hộ vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm với hy vọng có thể cứu thêm những nạn nhân còn sống sót, dù khả năng này ngày càng mong manh. Trong khi đó, nhiều người dân trong khu vực vẫn đang tạm trú tại các khu sơ tán, cần được tiếp tế thực phẩm, nước uống và thuốc men. Tuy nhiên, mưa lớn và các trận lở đất liên tiếp xảy ra đang cản trở những nỗ lực này.
Thưa quý vị, mùa mua sắm cuối năm đang đến nhưng thế giới vẫn đang chật vật trong cơn bão giá. Khái niệm mua đồ dùng lại ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là những sản phẩm xa xỉ. Nhiều công ty đã đi theo xu hướng thương mại ngược để có thể đáp ứng nhu cầu mua sắm cuối năm khi mà hầu bao của khách hàng có phần kém dùng dịch. Tại cửa hàng này, hầu hết các sản phẩm bày bán đều là của những thương hiệu nổi tiếng thế giới. Chỉ có điều, chúng là những sản phẩm đã qua sử dụng và được bán với mức giá rẻ hơn nhiều so với đồ mới. Chúng tôi gọi đây là những sản phẩm cao cấp với mức giá phải chăng. Bạn có thể tìm được mọi thứ mình cần ở đây. Tại Mỹ, những cửa hàng bán đồ xa xỉ đã qua sử dụng như thế này đang xuất hiện ngày một nhiều. Xuất phát điểm ban đầu có thể chỉ là việc buôn bán nhỏ trên mạng, thế nhưng khi nhu cầu của người tiêu dùng ngày một gia tăng, nó đã trở thành một lĩnh vực phát triển mạnh mẽ. Nó mang tới cơ hội để người tiêu dùng sở hữu các mặt hàng xa xỉ với mức giá nằm trong ngân sách của họ, nhất là trong bối cảnh lạm phát đang buộc mọi người phải thắt chặt túi tiền của mình. Để đón đầu mùa mua sắm cuối năm đang đến gần, nhiều cửa hàng kinh doanh đồ đã qua sử dụng cũng đưa ra những mức chiết khấu hợp lý nhằm kích thích tiêu dùng. Ngay cả nhiều tên tuổi thời trang từ bình dân như Zara tới các hãng cao cấp như Kering, Burberry và Stella McKinney hay trang thương mại điện tử eBay cũng triển khai các dịch vụ mua đồ dùng lại, cho phép khách hàng mua bán, trao đổi các sản phẩm đã qua sử dụng của mình. Một phần nguyên nhân còn do tâm lý của người tiêu dùng. Họ muốn truy tìm những thứ mà họ tin rằng là nó sẽ không còn được sản xuất một lần nữa, và ai lại không muốn mua nó với giá tốt. Tôi tin rằng đây là một cách tiêu dùng thông minh. Vấn đề không chỉ nằm ở khoản chi hợp lý, mà nó còn là phương thức mua sắm bền vững, cho phép các sản phẩm được tiếp tục tái lưu thông thay vì bị bỏ đi. Theo công ty phân tích thị trường Bain & Co, doanh số hàng xa xỉ đã qua sử dụng đã tăng 65% trong năm 2021 so với năm 2017, cao hơn hẳn so với mức tăng 12% của doanh số bán hàng xa xỉ mới. Với các tín đồ thích mua sắm, giá một mặt hàng mới ở các cửa hàng hiện nay ở mức cao điên rồ, khiến họ để mắt nhiều hơn đến thị trường hàng đã qua sử dụng. Việc tìm mua đồ xa xỉ cũ có chất lượng cũng đang dễ dàng hơn vì thị trường đã phát triển. Người mua và người bán cũng dần trở nên sành sỏi hơn. Vì vậy, xu hướng mua đồ xa xỉ đã qua sử dụng được cho là sẽ còn tiếp tục nở rộ. Tiếp theo sẽ là các thông tin tài chính quốc tế qua phần trình bày của biên tập viên Nguyên Anh. Xin mời Nguyên Anh. Cảm ơn chị Khánh Ly. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này. Sau kỳ nghỉ lễ tạ ơn thì một số nhà đầu tư tại Mỹ dường như đang có tâm lý là chờ đợi dữ liệu kinh tế công bố vào tuần tới, cũng như là chờ đợi hành động của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sau những thông báo mới nhất của Chủ tịch Fed về vấn đề lãi suất. Cụ thể, trên sàn chứng khoán Mỹ thì ba chỉ số chính diễn biến theo ba hướng khác nhau, trong khi chỉ số Dow Jones thì tăng 0,5% lên mức là 34.347,03 điểm, chỉ số Nasdaq thì giảm 0,5% xuống mức là 11.226,36 điểm, còn chỉ số S&P thì đứng giá chững ở mức là 4.026,12 điểm. Các nhà đầu tư có tâm lý là khá dè dặt trước những thông tin trái chiều khi mà họ vừa mừng trước khả năng là Fed sẽ giảm tốc tăng lãi suất nhưng lại lo ngại về đợt bùng phát COVID-19 mới tại Trung Quốc. Còn ở bên kia bờ Đại Tây Dương thì các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu cũng có diễn biến gần như tương tự khi mà CAC40 của Pháp và FTSE100 của Anh đang lần lượt là 0,1 và 0,3%, trong khi DAX của Đức thì đi ngang. Còn trên thị trường năng lượng thì giá dầu thế giới kéo dài và đà giảm do lo ngại về triển vọng nhu cầu toàn cầu đi xuống, tiếp tục phủ bóng thị trường. Cụ thể, chốt phiên ngày 25 tháng 11 thì giá dầu thô WTI giao tháng 1 giảm 2,13% xuống còn là 76,28 đô la Mỹ trên một thùng. Còn giá dầu Brent Biển Bắc giao theo kỳ hạn thì cũng giảm 2% xuống mức là 83,63 đô la Mỹ trên một thùng.